Okay, hello everyone, welcome back to another tutorial. In this video, I would like to say to you how to create OU on Windows Server 2013, 16, or 11, 12, or 2. So now I remote on the server, yes, to answer on it. So to create on server, first of all, we need to click on this file server manager. Okay, the button to learn now. Then click tool and computer. Okay, activity, user and computer. Okay, so that is the domain name that we already created before. Okay, so you can create your domain name, yes, it depends on your company or your NGO or that you prefer. Chứ nền tảng này phải cao ba là tham đầu đại gia của bọn nền tảng này, tham giờ không hôn, tham giờ ông ca, ở đây có sự sự chuyện làm, okay, you can click on it, yes, to see all subfolder, okay. So now I try to create user OU. This one is the OU. OU and organized unit. Okay, current. What is the OU? Okay, it's the folder that contain that store user account and group. Okay, account. Then we could use folder because two more than a raw. I said that don't you mean user account, go to group user account. Jung will be able to do the table channel with you about your data. We are repair or raping them. Okay. Jung with daughter, they can come out to what you mean, but you're about to take a young and really piping them. Jung, I bunk out two with them in that window from the lock. Some up, Kana, Tank Anna, and in terms of the church, and I've been picking so long. Ví dụ chưa folder môi trường dây room tới nhé bạn này khi okay, lớn làm to create on it you can select okay which location that you prefer chứ làm bài bằng cách viết nên ông này cho trả lời folder mới các bạn đấy đại diện tất cả bằng cách nữa nhé và thông khăn phát ở dưới dưới mới dồn nhé okay so that now I click on the this domain name I click create new organize so that I take for example PUC for example, yes. If you uncheck from this, it means that when you create, when you delete, yes, so you do not, it do not ask you again with the permission. Chúng tôi xin chỉ dừng bỏ thích trong cái này. Nó mới theo cái thích cái trong cái giờ thuộc là lục chuẩn coi chuẩn lỏng lục ấy cứ bị ô tô mình thích bật làm đòn. Chắc bảo xin chỉ dừng lại nó cứ được bây giờ lục ấy cứ bị cà phê nữa. Lấy những ưu tiên hòm của những ok máu chắc nó phải dùng bậc cao thứ hai dùng trong lúc về mình nhưng lại lộp máu hoặc màn thì you don't have specific permission delete PUC or this object thế nhé các bạn sẽ dùng lại không đi về nhưng bậc cao thì đi về nhưng lại thà OU từ đáy mình lại thà BBU từ hó nhưng đọc thích trong lại như vậy nhé nhưng ok chẳng có dùng lộp bàn này khi bàn sửa một chân đấy bàn chứ mấy tham vào xong chỉ giới thích trong cái này nó như trong đỏ vinh nhé như trong đỏ vinh như trong trả lời nó dùng biết thà pro vật thí dùng biết thà secure vật thí object nè chúng tôi dùng biết thà object and then click protect ok and take protect object from the edition delete ok apply ok ok so you can delete it ok now try to delete chứ như anh đọc sẵn cứ bật đọc bật chúng lại cứ bật thế nhé ok now ok OU so I can create again yeah OU so that I type is the PUC for example yes and then yeah to make sure on it
and then I type the okay, this is the organized, yes, that I prefer. នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំត្រូវការចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមានជា PUC មួយទៅអូខេហើយខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង PUC ហ្នឹងមាន user ជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្នុង user នៅក្នុង PC ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតធម្មតានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺវាមានអីផ្សេងៗទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើវានេះមកយកពាក្យថាតើដែរហេគេដាក់មកឥឡូវយើងដាក់ថៃគេ PUC ចឹងនៅក្នុង PUC មានគេមានគេ academic academic នៅក្នុង free quarter ហ្នឹងឥឡូវ testing ចុះ testing មានផ្នែក testing testing បាទគេមានគេទៀតមានផ្នែកគេទៀតខ្ញុំផ្នែកគេ HR គេមានផ្នែកសំទីយកម្លាំងអីហ្នឹងយើងដាក់ខាងណាមកខាងផ្នែកអីគេទៀតfinance បាទហើយដល់ក្នុងពីនេះមានអីគេទៀតយើងដាក់ថា IT អីហ្នឹងទៅមានផ្នែក recep carry sub បាទមិនមកទៅជាទេខ្ញុំសុំសិតតិចណាresepsionist ok ok chứ nhưng đã mở resepsionist và chắc dân của các hôm 2 chứ mà mình cái tiệt mình cái English program mình tới và English English program ចឹងខ្ញុំមកទៅហោះហ្នឹងចឹងជួយបង្កើតកូនចៅមកទៀតមកនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងនិយាយទៅតងជាមួយនឹង account ទៅតងជាមួយនឹង user account ក៏ដូចជា create ក្រុមផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតណានិយាយនឹងទៅតតវីដេអូបន្តបន្តទៀតអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូទៅតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ OU សម្រាប់បញ្ចប់អូខេ My name is Rafael Sanchez Mark and also if you like this video please give me okay subscribe my YouTube channel and also comment if you don't understand some point yes I will help you it's available okay as soon as it's available my name is Rafael Sanchez very much see you in the next video